Trời đất ơi trời, chơi cái gì vậy ấy? Rồi bác ơi trời đâu rồi? Mẹ đất ở đâu chung bụi giống vậy? Mẹ không có nhiều lắm. Mẹ có cái gì vậy? Kênh lớn lắm nha bà chú. Hôm nay buổi chiều con bà Tám với Nhung nhỏ đi ra cái đập mò kiếm mớ cá mua cơm chiều cho bà chú. Chào bà chú. Mời bà chú theo con với bà Tám với Nhung đi thôi. Đẹp không? Đấy. Mày hôm nay đi quẩy cọc với gì quẩy ơ gì thấy ghê Nhung lắm. Chịu phát xe. Mình ơi bữa nay Quy Phát về lại chỗ cái cống cũ luôn cô chú ơi. Cái ở trên trển nước nhiều quá cô chú ơi. Bữa nay ông cậu ông đi lấy cái sụt đi rồi. Nên Nguyễn Phát và bà Tám về lại chỗ này nè. Để mò mớ cá nghe cô chú. Trên này cá gì lắm đó bà Tám. Chưa biết à. Mà chắc gắn chào bá trời. Quá trời ngắn bự luôn rồi. Nó trên cây cô chú còn nó gớt xuống mà chụp không kịp. Hầm này là cái hầm thuyền thổi. Ôi trời. Đập cá luôn. Ấy da. Có cá đó nha. Ôi trời ơi. Đó là tàu đạp cá. Nhăn bực á. Trời ốc trời bái cả. Ốc nhiều quá. Có ốc luôn. Có gốc quá quán gì luôn ta. Ủa mới đạp cá bình kia không trời. Ủa, không? Cá bự lắm luôn. Ê, dính đây nè. Ý giỏ. Cái gì vậy? Ý giỏ. Mẹ sao sao bác đây? Đâu? Cái gì vậy? Em không biết nữa. Bự không? Cũng vừa vừa cái gì? Em thấy lặn đi. Sao lặn được? Anh cầm máy sao anh lặn? Thiệt không? Thiệt. Ở đây cái gì? Ờ, nó, nó. Đây hả? À, nó. Để tôi. Để tôi lặn cho. Nhưng bữa nay nó bệnh nó không được. Thôi con lặn. Đâu lặn trước đi. Thôi bà ơi, bà. Lặn đi bà. Giờ này phải không? Đúng rồi. Ngay cái vô con. Ngay ngay con giờ giữa. Ngay bờ đường giữa mà vô luôn hả? Rồi. Ngay cái mỏ cái anh trước á. Mỏ trước đây nè. Mỏ trước. Để bà Tám hả? Giờ này ha. Cá đó. Mày mua cá lu kiến. Ừ khẳng ơn cá lu kiến ông bà chú ơi. Nó chui vô hàng cái đó cái hàng các bạn. Rồi ốc nó chui vô hàng đây một phen. Để đỡ đây đi. Sao mình không có cá bụng vậy ta? Cá ta bắt hết rồi. Nó yên lặng quá mà. Ừ, bắt hốc đỡ đi. Tưởng đâu cá chê cái gì bắt lặn cá lu kiến. Chậm gỗ. Mẹ ở dưới biết con cá nào mà ta. Cá nó có đụng ốc nó nữa. Ốc lặn. Ý, ốc này ốc gì dữ hả? Ốc vàng. Quá rồi, báo bao gì nữa hả? Cái dịch ăn hả Nhung lớn? Không có nuôi dịch đấy Nhung lớn.
Này ngu thao ốc rồi nè. Mò mà dính cái linh cái nó mới ghê nha. Này ngồi cái linh à, cái linh rìa ủa tay bảy đồng đứt nó dữ nó chạy đau quỷ vậy hả đó đó rồi cái tay đụng đâu mà đứt năm sáu cái dấu gì vậy. Dựng cá lầu kiến nè đó. Nè ngồi dinh chân hai ba hai co hai tay ba con cua. Trời ơi cua dữ hả? Dữ dữ hả? Ba bốn con luôn. Nó mới kẹp á. Vậy đó hả? Ừ. Để rửa cua này quá xịn nè. Cua nhỏ mà kìa cua bỏ đi. Mà xịn dữ vậy Vinh? Đặng á. Con gì? Cua. Bự không? Bự. Không cua chung chung. Cua chung chung cua nhỏ dục đi. Bà tám mà. Đụng tới đâu là mắc tới đó đó. Bà tám bao. Cua nhỏ hả đây. Trời ơi. Rồi. Xong luôn. Mới vừa đụng chạy luôn rồi. Trời ơi. Cua con. Uống cái cho bá luôn trời. Cái tay đứt cao quá hết mò được luôn rồi. Ủa sao lẳng dưới đó mà đứt tay dưới ta. Nè, ăn cua hơn ngon không? Ăn đi. Mày ăn cái tay đưa mày lên kỹ lực. Mày có không mà lại với gì nhiều lắm. Sáng chạy tệ. Ăn có béo không? Mà lao đi nè. Nè coi coi đang cua sắc nhé xanh. Nãy đâu gặp bà nãy chứ vậy? Đi ông mời gặp bà nhé xanh. Ừ, ngon. Ăn nè. Dừng hàng gắn đi luôn đó. Ăn cua sống. Ủa, cá gì rồi? Ủa, trời luôn nè. Cá nó nhỏ không được cá bự. Chú cá bữa nay nó mất hết. Vinh lấy ao ấy Vinh. Trời là trời. Gắn rồi chụp được nữa là trời. Tức ghê. Lấy hao ấy Vinh. Cái hao lấy hao. Có dính đâu mà lấy hao. Đừng hóng. Nè. Ôi trời là trời rồi. Ủa cái cổ Vinh, Vinh. Cổ bên kia đi. Đi khi giờ đó? Đi rồi. Cái thì quá lửa. Tám ở đây nha. Đâu nữa hả? À. Dạ nó lùn cá vậy. Chạy về nữa thôi. Ôi trời là trời. Lùn cá lắm rồi. Ôi xem mấy cái cây nè. Bốc trúng xương cái lô kiến. Ai ăn chơi ưu duyên dục đây vậy. Bỏ ngày hèn luôn chứ. Nó chết ra trong đó cho ai ăn không vua. Chứ ai mà ngủ Vinh Vinh luôn. Chưa biết con nào chết con nào sống. Của hát này ăn thêm càng nha. Mày có làm gì nhóm lớn? Ủa cái này cái mới cái ấy nè, coi có. Chắc có cái nhỏ nhỏ. Chị có cái gì chạy kìa. Không. Đi đi mình qua hầm lớn, mình bắt qua hầm lớn đi. Rồi còn cá đầu tiên nè. Ở đây cá đống rồi bà Tám lại xuống rồi bà Tám. Có cá đống luôn nè. Xuống cọ mọi dính nhắc. Cá đống là cá gì? Cá lồng tâm. Phải cái lịch kiệm thôi. Mẹ người bộ dưới bà Tám. Giờ mới phát chứ bà Tám với mấy nhóm lớn lại hầm lớn nha cô chú. Nay với người ta bơm. Mẹ không có nhiều lắm. Mẹ ngủ cái gì vậy? Cái gì trụ quay bự cho bái. Mạng đét rồi, con chừng cái chạy ra cái gọi luôn. Coi nhảy vừa khô nè. 1 2 3. Nè Tám. Nhảy
chiều cô lên giá. Mệt lắm. Nãy giờ gắn like cái giờ đau họng. Mẹ tao thường mắng là có mà tao lộn mà có nhiều lắm. Dạ không. Không. Ít không, ít không, ít không. Cái gì vậy? Cái này bắt cá có mà ăn hết. Cái gì này nhiều lắm? Thở đi. Mẹ nó tiêu vậy. Đi đừng cho nó thấy nha. Ờ, quá giỡn nha anh Phái. Làm gì? Coi. Em mò vô mấy cái hàng mày dưới cô dừng có cái chơi của họ. Em xỉu ở đây luôn á. Lão nhung lớn này. Mấy cái hàng bự nè. Anh dở tao kia lên. Mày nét rồi. Đạp một cái là ướt cái má anh liền. Đây. Anh kẹp ở dưới cái giỏ á. Đây nè. Mà tám ơi. Đây là tám ơi. Không có giỡn nha anh Phát. Em ơi dính rồi. Em là bộ về đó. Nhung cầm tao Nhung. Cứu kìa mày. Yêu bà lặng lại chụp giỡn. Nhung cầm tao Nhung. Đi sát cho bà lại nha. Gì lặng rồi. Để thôi. Cho nó thấy. Mẹ tôi thường mắng là mẹ tôi thường la là tao lâu lâu đây 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 có dừa không chút dừa dừa nó đắp đi ai da bự không ai da đâm rồi thôi thôi cái thùng phi ai a ôi trời trời không cái chừng tương. Có cá chơi được không đó? Có gì nữa? Bên đây có hang nhiều. Bên đây làm xịt nữa. Ừ, tám mới dính cá gì nè. Đâu? Từ từ. Đi rồi. Trời ơi nó chui vô trong cái. Cái gì mà áo áo ghê vậy? Mày đét thôi. Đúng gì hết hồn. Nào dính tôm bự bự đi. Cái hang này cái hang gì đâu mà giữ bóng lưỡng trong trời. Bữa nay gì đâu mà mò không nghe cá nó chạy giục tôi chạy đâu hết rồi ta. Nó thu dữ rồi ta. Nay không có còn cá ăn luôn đó. Này cột cái đầu lên ra về nó bị sừng sực quá. Nay hát khu về nay ăn nước mắm vậy nè. Hú hồn nhé hồ nhiều. Ngày ngơ từ giờ mò được hai ba con rồi nhầm lắm. Thank you.
biết không? Tôi biết Nhung làm chuyện mờ ám rồi. Không đàng hoàng. Nặng hướng mà tôi biết hướng nào luôn. Nó lại viên giùm đó. Ủa, con cá. À. Dính vô bà Tám. Dính. Cái gì Tám? Ủa, cá gì bự lắm luôn. Cái gì? Thiệt. Thiệt. Nè, để tao lặn mới được. Nè, Tám lặn nè. Chuẩn bị cái máy nha. Bà Tám phải dãy một cái ướt dẹp chứ. Ủa, lặn đâu? Trời, bác ơi, trời đâu rồi? Mang đét ở đâu chung bụi giống vậy? Lão kiến. Trời ơi, ôi sao nó lên vậy? Lỡ ngược theo nó tới đây luôn. Mẹ ngồi có vừa luôn hả? Nè Nhung hay ta. Mẹ ơi, bữa nay không có cá cô chú ơi, bữa nay thất thu rồi. Thấy uống không? Ai cho uống cho thôi. Ủa trời ơi, ủa sao lẻ dữ hả? Mày ngồi đi một cá có trái dừa uống cái tới đại rồi chút. Dính. Đánh, cái dừa này đánh. Ừ, ừ. Ngọt ha. Hỏi cái kem anh xíu không? Nè kem anh. Mày nói coi nó ngọt. Dừa non uống mặn mặn ngọt ngọt. Mặn mặn. Chàng dính lột vô chuyên nghiệp kìa. Không dính hầm găng. Còn cá không dính này đi đi bẻ dừa uống luôn bà chú. Con dừa xỉu luôn à. Ừ. Ê, dừa này dạ hơn dừa kia nè. Dạ hơn là ngọt hơn nha. Cái kia nè. Thấy gì mình dàn gàng uống rồi đó. Không. Nổ quá. Không. Mới uống rồi nè. Mà cái hồi đó giữ em mấy đứa mới ăn cái màu dừa chứ. Màu dừa đây ăn hả? Ăn cái đầu dừa ngon. Mà chết. Màu á. Chết. Không. Uống à, không nhờ em nhỏ. Còn nhóc trên nè. Màu là sao? Đây. Đổ đồ ấy tính hấp chứ. Nghĩ gì chứ. Nghe gắn chèo. Nó hút mình nè. Nhớ chạy. Phải uống vô. Phải uống vô chắc hơi gồi luôn à. Ờ, đi vô uống đây quá. Lâu vô mới để vô luôn rồi. Rồi gán ngay đi mò kiếm con hay con đi bà Tám ơi. Hôm nay không có cá là đi vô ăn khô eo luôn á. Giống mới cua đó. Chùa này công nhận nước nhiều ghê ha. Thôi đi mọi về kiếm con hay con bà Tám ơi. Thôi mò dạ lên đi. Mò dạ lên đây nè. Không mồi dài lên bờ chú ơi, cái hù à. Đá uống không? Còn nè anh phải uống miếng đi. Thôi. Ồ, dính cá.
Ờ dính cái, dính cái. Cái gì? Ngồi ra chỗ tôi lặn nè. Xích ra. Đúng Vinh, còn nửa trái là Vinh. Nè. Tôi biết là nhìn ngúng mặt ngu ngu lại biết cái vụ rồi. Nó vòng vòng chưa lụm cái. Cái gì vậy ta? Mày người đó. Trời ơi, là trời cái gì vậy? Cái thằng ơi chưa đâu vậy? Trời ơi cái đầu bỏ luôn rồi. Ủa không? Ủa không? Đạp. Gái chỗ không? Lặn cám. Rồi con cá gô phi. Nhụm ối mửa. Không gãy gì cái hang nó quá sâu. À. Lặn con cá mà nó mắc kẹt ở trống luôn trời. Đúng rồi. Hết khiến cá gô phi à. Mày dụ mày. Nước hiện mình mới uống mà nội. Dụ. Uống. Ủa táo cự cái đầu họng luôn. Cái mặt con táo vi dây trụng đèn chứ. Dạ. Mày nét rồi. Lần vô gông. Cắn tê găng vậy. Cắn tê găng quá. Rồi vậy được rồi, cắn cho nó lỡ xong. Dạ lên chặt. Nước này Vinh về Bến Tre nào vừa được. Trời ơi. Trời ơi. Uống đi. Uống đi, uống đi Vinh. Chát quá. Tay đi cái vừa đó là sang con nước vừa rồi. Hôm nay ra đây uống vừa no luôn rồi. Về khỏi ăn cơm. Bỏ ta cười tao nha. Hang nào đó. Một con rắn nãy nó có chạy gì đó. Nãy mà con rắn nó trên đột xài không bà, chứ nó đang lộn. Trời ơi, trời ơi, chứ ác rồi gì? Tốt quá, tốt quá. Trời đất ơi, trời, chơi cái gì vậy ấy? Thôi đi lên. Lấy hạ rồi nha. Thôi. Bị phát không dám quay luôn à. Cái này cái gì? Cái đầu kìa. Lấy hạ vô. Giờ trời có quần đâu mà để hơi mất tiêu hay là rồi luôn đó nha. Nó hiểm. Mệt quá. Quay hành quả luôn. Thôi quay hành quả này nhưng mà nhỏ rồi. Chả quần chá. Ai lấy quần 18 chả quần 18. Ai lấy quần 18 chả quần. Hành quả nãy giờ nó bạn chú ơi. Mẹ ơi, mình đang hát thù rồi chú ơi. Thôi nãy giờ con 18 với Nhung nhỏ mà không lâu mà chú ơi mệt quá. Dễ lại trời tối rồi. Giờ con 18 với Nhung giờ nhân bảo chú. Cảm ơn bảo chú theo dõi hết clip con nha. Nếu bảo chú hay Hương coi như thì nhớ đăng ký kênh, bấm like nhắn chung để clip mới mọi chú xem nha. Mà nhớ lên giờ chào quần nha. Chú lại. Nhớ lên chào quần. Không có quần luôn, phải lại lụa đây luôn đó. Không, đâu lấy đâu.